hai đọc sâu tiền phong. Dạ. Cho con thêm nữa nè. Cảm ơn ạ. Đó ơi, ngày nào cô cũng vất vả vậy sao? Còn các chú các thím ủng hộ là mừng rồi, chỉ sợ không ai ủng hộ thì biết lấy gì mà ăn hả chú? Thằng Tài thiệt là tốt số à. Thế gian này không ai như cô, suốt ngày đưa đò lo đó ăn học. Thì cũng phải để anh Tài ăn học đến biết với người ta chứ. Mai mốt anh có việc làm anh lo lại cho con. Tiền nè, cảm dạ, ơn. Cảm ơn. Cậu thiệt là có phước đó. Một tay nó tạo tần lo cậu ăn học, mai mốt công thành danh toại, đừng có quên nó đó. Có biết rồi, học xong có việc làm là con lo đám cưới liền. Thoải mái quá. Có tin vui anh muốn nói với em phải không? Ngày mai anh sẽ thử việc tại nhà Quang Hai. Nếu có việc làm rồi, anh sẽ giúp em đỡ vất vả hơn. Ủa, anh chưa học xong mà, sao xin việc sớm quá vậy? Em không cần anh giúp đỡ đâu. Anh là thân Nam Nhi mà tối ngày chỉ lo học. Để em sớm hôm đưa đò chở khách, lo cho anh từng ly từng chút. Có gì đâu, thì anh phải lo đi học mà. Mai mốt anh học xong rồi thì anh lo lại cho em. Em và anh hai đứa cùng mồ côi, em chỉ có mình anh. Không lo cho anh thì biết lo cho ai bây giờ? Tại số mình nghèo, ước gì mình cải được số trời. Phải chi anh là con của quan này quan kia thì đâu phải như bây giờ. Sao anh lại nói vậy? Bộ nghèo là xấu lắm sao? Ước mơ của em chỉ có mình anh thôi. Mà bây giờ nhìn anh cũng giống công tử lắm chứ bộ. Da dẻ hồng hào, tay chân không có vết sẹo nào hết, ai dám nói anh là con nhà nghèo đâu. Sở dĩ là anh ước như vậy chỉ muốn cho em đỡ khổ mà thôi. Em tưởng anh đi học quen được cô tiểu thư nào rồi chứ. Anh đâu có quen ai đâu, mà là anh bỏ em luôn đó. Anh dạ. Chết anh à. Trời ơi, anh chết à. Chết à. Thôi ra thôi. Đứng lại. Đứng lại đi. Tình yêu của chúng tôi đã đong đầy nhiều kỷ niệm và đầy ắp tiếng cười. Vì nghèo và mồ côi mà hai đứa đã trưởng thành. Tuy hai đứa chưa chính thức làm đám cưới,
Nhưng với tôi, đã xem anh như một phần của cuộc sống, và còn hơn chính bản thân tôi. Anh buồn, tôi sẽ buồn. Anh vui là tôi sẽ vui chứ gì. Trời ơi, câu này em đã nói không biết bao nhiêu người rồi. Làm ơn đi, coi chừng người ta không gọi em là con bé chèo đò, mà là bà Tám bây giờ. Ai nói kệ người ta, chứ không lẽ bây giờ em đi nói với người ta anh là kẻ thù của em, bộ người ta tin sao? Không nói với em nữa. Coi khoai lang chín chưa, ăn cho chắc bụng, đánh một giấc no nê, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Ăn từ từ thôi đó. Công việc của cậu lo sổ sách chi tiêu nhân công cho tôi. Cố gắng mà làm việc, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Dạ. Dạ, thưa ngài, có quan thông đốc nhật tới thăm. Dạ chào ngài. Chào tiểu thư. Sao khách sáo vậy? Tôi với ông là người nhà cả mà. Chào ông hai đi con. Xin chào. Y chà, mới ngày nào là một cô bé, mà bây giờ tiểu thư xinh đẹp quá. Dạ, mời mời vào. Mời hai vị vào nha. Dạ. Lúc ông còn ở bên Nhật, nó còn nhỏ xíu, càng lớn càng phá phách. Một hai đòi theo tôi qua đây để tìm hiểu thêm tiếng Trung Quốc. Dạ, với tài trí thông minh của tiểu thư, chắc chắn sau này là một kỳ tài cho ngài đó. Ông cứ khen nó hoài. Phải chi ông tìm được con trai của ông, tôi với ông sẽ là thông gia. Mà sau này... Thật đáng tiếc, đã nhiều năm nay tôi cất công tìm kiếm, nhưng tìm không ra. Chắc là ý trời không cho tôi diễm phúc được làm thông gia với ngài. Tại sao lại là ý trời? Người Trung Quốc có không có câu nhân định thắng thiên? Nhân định thắng thiên. Tôi nghĩ không bao lâu nữa ông sẽ tìm được. Và ly rượu này tôi chúc ông toại nguyện. Dạ, cảm ơn ngài. Dạ. Thưa ngài, con muốn tìm một gia sư để học thêm tiếng Trung Quốc. Tôi sẽ là gia sư. Thế là tôi đã thành gia sư cho tiểu thơ. Một công việc mà tôi chưa bao giờ biết qua. Chính bản thân tôi cũng không biết tại sao lại buộc miệng buông ra tiếng ấy. Có lẽ do bản năng của tôi vội vã nói ra, vì tôi biết đây là con đường tiến thân nhanh nhất, hay đúng hơn, cơ hội không thể có được lần thứ hai nếu đã lỡ đánh mất. Em biết hôm nay anh đã xin được việc làm gì không? Việc gì vậy anh? Không phải là quản gia đâu, mà là gia sư đó. Gia sư? Gia sư cho một cô tiểu thư. Trời ơi, hay quá ta. Vậy thì hôm nay em sẽ đãi anh một bữa khoai lang nước no bụng luôn. Ừ.
Anh. Khoai còn nóng đó. Anh biết rồi. Anh đi nghe. Ừ. Khoai lang nướng. Anh cho xi không? Vị cay nồng của sushi nó cứ làm sao đó, tẻ nhạt, vô vị. Thì ra nó không thể nào so sánh được với khoai lang nướng. Hương vị khoai lang ngọt ngào mà ngày ngày Ly đã gói theo cho tôi dùng bữa. Cứ sau mỗi buổi chiều đi làm về, nhịp tim của hai chúng tôi cứ hồi hộp chờ đợi nhau như thuở ban đầu. Dù những mệt nhọc, dù những mồ hôi của Ly đã rơi đầy trên nhánh sông này. Tôi đã biết hãnh diện vì anh Tài. Ngày nay anh đã là gia sư, mà là gia sư cho người Nhật. Tự hào làm sao khi mai này người ta không còn gọi tôi là con bé chèo đò, mà biết đâu lại là bà gia sư. Cứ nghĩ tới là tôi và anh lại bật cười. Chính vì những điều ấy đã làm nên một niềm tin và không cho phép tôi có bất kỳ một hoài nghi nào về anh. Dù rằng người ngày ngày kề bên anh là một tiểu thơ đông phương xinh đẹp. Có lẽ thời gian này sách vở không còn làm cho tiểu thơ phấn khởi học thêm tiếng Trung Quốc nữa. Nàng đòi ngắm cảnh xem qua để tham khảo thực tế hơn, và nhất là được gần tôi hơn. Tôi biết điều đó sẽ có lỗi với Ly. Nhưng nếu không chiều theo ý muốn của tiểu thơ thì tôi lại mất việc và mất luôn cả tương lai. Tôi nghĩ Ly cũng hiểu được điều này. Sao vậy? Tiểu thư thiệt là thông minh, mới một thời gian ngắn mà thông thạo tiếng Trung Quốc như người bản địa vậy. Giả như tên gia sư đó là người con thất lạc của ông thì hay biết mấy. Dạ, ngài thương tôi mà nói vậy, chứ làm thông gia với ngài ai mà không ước muốn. Dạ. Vậy con ông có ấn tượng hay dấu vết gì đặc biệt không? Có không? Biết đâu có dịp hy hữu nào đó tôi có dịp gặp thì sao? Tôi nhớ không lầm thì bên tay phải, tay trái có vết thẹo dài. Thank you.
Em thấy bầu trời đâu có gì lạ đâu. Sao anh đâm chiêu dữ vậy? Có chứ. Bầu trời hôm nay tuy không trong xanh vì những áng mây buồn bã che khuất, nhưng với anh, sau lớp mây mù đó là một mặt trời rực lửa đầy vinh quang. Anh nói gì em không hiểu gì hết. Anh nói nhảm đó mà. À quên, ngày mai anh dạy thêm giờ cho tiểu thư. Tới trưa em mang khoai lang nướng cho anh nghe. Dạ. Dạo này anh thèm khoai lang nướng quá. Làm sao em vào đó được? Thì em nói là người nhà của anh. À. Thưa thầy, có người muốn gặp thầy. Anh có biết là ai không? Không. Em. Nhà lớn quá anh ha. Khoai lang nướng nè, còn nóng đó. Em giữ cái này giùm anh. Anh vô lấy đồ cho em mang về. Ừ. À, nhớ đừng đi đâu lung tung đó. Dạ. Màn kịch của mày cũng khéo lắm đó. Nếu như tao không phát hiện vết sẹo con tao nằm bên tay phải. Nhưng mà thôi, mày có công thì tao cũng có lợi. Hai ta kẻ tìm giàu sang, người tầm phú quý. Em yêu anh tình yêu hai trái tim, em yêu anh vì anh không dối gian, em yêu anh dù phong ba bão giông. Trong chuyện này chỉ có tao, mày và con bé đưa đò tội nghiệp biết chuyện mà thôi. Lỡ ác thì ác luôn đi con.
còn biết làm gì nữa chứ. Ước mơ của tôi đã bay mãi không về. Ước mơ của tôi đã không còn yêu thương. Ngày mai anh ra đi, anh tìm ít vui với người. Ngày mai anh ra đi, anh đành quên sao hỡi ai. Cậu thiệt là có phước á. Một tay nó tảo tần lo cậu ăn học, mai mốt công thành danh toại, đừng có quên nó đó. Ngày xưa anh đã không còn yêu em. Có biết rồi, học xong có việc làm là con lo đám cưới liền. Da dẻ hồng hào, tay chân không có vết sẹo nào hết, ai dám nói anh là con nhà nghèo đâu. Ước mơ của tôi, ước mơ của tôi đã bay mãi không về. Ước mơ của tôi đã không còn yêu thương. Ngày mai anh ra đi, anh tìm đến vui với người. Ngày mai anh ra đi, anh đành quên sao. Hãy subscribe.